Cái gì? Sao? Đây là không thể nào. Có lẽ bởi vì ta là người từ bên ngoài đến, cho nên vẫn không thể điều động linh khí và quy tắc ở đây rất tốt, chỉ có thể thông qua luyện dược để tìm kiếm sự quen thuộc. Nhưng mà bây giờ dưới sự giúp đỡ của ngươi, ta đã thuận lợi điều động rồi, thậm chí là có được rèn luyện tiến bộ hơn. Thật không thể ngờ, ta mất đi máu xương và thịt, ngươi ngược lại là lấy được thăng cấp. Xem ra ta đã không thể giết chết ngươi rồi. Ta nhận thua, ân oán của ta và ngươi hãy kết thúc ở đây. Cô ta quay lưng bỏ đi. Khoan đã. Không phải chứ? Ngươi cho rằng ngươi giả vờ bình tĩnh thì có thể lừa được ta, may mắn chuồn đi sao? Ngươi có ý gì? Ta sớm đã nói qua rồi, mên tấn công tới không bỏ qua cho phỉ nữ. Ta muốn một lần kết thúc. Chờ một chút, ngươi không thể xóa bỏ ta như vậy. Hôm nay ngươi đánh bại ta, ba tồn tại còn lại giống với ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, bọn họ nhất định sẽ liên thủ xóa bỏ uy hiếp ngươi ngươi tuyệt đối không thể nào đối kháng với ba người bọn họ liên thủ ta có thể nói cho ngươi biết hệ thống công pháp tuyệt chiêu và nhược điểm của bọn họ thậm chí ta có thể giúp ngươi thoát khỏi truy sát của bọn họ còn có bí mật của khởi nguyên tri thụ bí mật của vị diện này ta có rất nhiều kiến thức muốn chia sẻ với ngươi ta còn có tác dụng ta còn có tác dụng với ngươi ngươi không thể xóa bỏ ta như vậy ngươi không thể nếu như là khi bắt đầu ngươi bằng lòng bình tĩnh nói chuyện với ta chưa chắc là không có khả năng đàm phán ổn thỏa một vài giao dịch nào đó. Ta cho ngươi cơ hội rồi, là ngươi không biết trân trọng. Thật sự là đáng đời. Ha ha. Ngươi vẫn còn sống. Ta không có dễ chết như vậy đâu. Cô ta thuần túy là bị dọa chết, như vậy thì quá yếu rồi. Cho dù là như thế nào cũng phải dũng khí sống tiếp, không phải ai cũng đều có. Mên dùng đất đá vùi lấp luôn thân thể của kính nhi lại mặc dù ngươi tàn nhẫn trừ khử phiền phức lớn này khiến ta cảm thấy rất vui mặc dù ta đã ý thức được khoảng cách giữa chúng ta và cảm ơn ngươi trước đó đã không trực tiếp giết chết ta nhưng mà ngươi không cảm thấy lời mà tên phiền phức này trước khi chết đã nói cũng có chút đạo lý hay sao sao ta lại không biết chứ nhưng mà ta không tin cô ta không cho cô ta cơ hội mê hoặc lừa dối phản bội ta báo thù và bí mật gì đó ngươi giải quyết thế nào đương nhiên là giống như vô số năm tháng trước đó dựa vào bản thân ta phạm giả tại sao ngươi lại muốn đi từng bước hư thoát rồi không bay được nữa sao ta sẽ cõng ngươi vùng đất này là bởi vì tranh chấp của ta và người khác mà hủy hoại ta muốn cho nơi này thêm một cơ hội sống sót hả đây rõ ràng là nữ nhân kia hủy hoại liên quan gì đến ngươi dù sao cô ta vì giết ta mới làm như vậy ta không thể không quan tâm đến nơi này vậy sao phạm giả ngươi thật đúng là nhân tử tại sao ngươi gọi ta là phàm giả ta vẫn luôn tránh để lại tên mình trong vị diện ở lại tạm thời này thì ra là như vậy là bản thân ngươi nói ngươi là một người đi đường bình thường nhưng ta cảm thấy ngươi không có chút bình thường nào cho nên cộng thêm chữ giả để bày tỏ sự tôn kính thế nào ngươi không thích cách xưng hô này sao không ta cảm thấy rất tốt cảnh chuyển tới một nơi nào đó thế thân của phì nữ cự thần đang bị dạn nứt lát sau đã vỡ thành từng mảnh là ai có thể uy hiếp được chúng ta, cô ta chết rồi, giết giết giết. Nghe nói gì chưa, chính là mấy ngày hôm trước, phía tây có một dãy núi trong chớp mắt đã bị san bằng rồi. Đáng tiếc, chúng ta cũng không nhìn thấy, vậy nhất định là các đại năng đã đánh nhau rồi, cũng không biết là ai với ai. Đùa sao, nhìn thấy rồi còn có mạng giữ lại sao? Đúng rồi, tu giả Trần Thắng kia bây giờ bị Tam Đại Môn liên danh treo thưởng truy nã rốt cuộc là ai vậy? Ngươi hỏi ta Ta biết ta cũng không nói cho ngươi biết. Bản thân ta đi lấy tiền thưởng không sướng sao? Căn bản là không có người nào biết, nếu không còn cần truy nã nữa sao? Có lẽ là tu giả họ Trần này vô cùng mạnh, toàn bộ người tìm hắn đều bị hắn giết hết rồi. Quả thật, nếu không sao có thể đến ngay cả một chút manh mối cũng không có. Vậy ngươi nói nếu như chúng ta ngày nào đó gặp hắn, có phải trốn đi thì sẽ tốt hơn hay không? Chúng ta là tiêu sư đấy, làm gì có đạo lý bỏ chạy. Theo như ta thấy Chúng ta gặp cũng không chạy thoát được. Mấy vị sư huynh, đang nói gì vậy? Ngũ Nhi, là trà mà Ngũ Nhi tự tay pha sao? Uống trà trước, cho ba chén lớn. Mấy vị sư huynh gần đây lại có tin tức gì mới nữa sao? Tiểu sư muội người ta chính là tò mò, sao ngươi lại làm mất hứng như vậy? Tiểu sư muội, đối với dân chúng bình thường như chúng ta mà nói, không có tin tức chính là tin tức tốt. Ha ha, tình cảm của mấy vị sư huynh thật là tốt tình hình khác thường của dãy núi phía Tây là ân công làm ra sao? Ngài ấy đã chọc đến phiền phức gì? Giải quyết chưa? Ha ha ha, ta trưởng thành quá chậm, cho dù là đoạt lại vân môn hay là kề vai tác chiến với ân công, không phải là chuyện bây giờ có thể làm được. Chỉ có thể ở đây mai phục trước, âm thầm tinh tiến, chờ đợi cơ hội. Lệ Xuân dẫn men tới chỗ tiêu cục. Có vận chuyển không? Có chứ có chứ, hai người vào trong rồi nói với trưởng quầy là được nên cùng lệ xuân tiến vào bên trong hai vị vào trong rồi nói không ngờ trưởng quầy tiêu cục lại là một nữ nhân để các nam nhân ở bên ngoài liều mạng các nữ nhân ở trong nhà quản chuyện vật hai vị muốn vận chuyển gì sư đồ chúng ta đi du lịch gần đây vô tình lấy được bảo bối sợ là không giữ được muốn nhờ người hộ tống về sơn môn nếu đã như vậy cần phải có tiêu sư có công phu tốt nhất bảo vệ vừa hai tổng tiêu sư của chúng ta ngày hôm trước vừa mới thu đội quay về chỉ là giá cả không rẻ. Đây là tiền đặt cọc, đợi chúng ta quay về Sơn môn sẽ thanh toán gấp đôi phần còn lại. Thật đúng là hào phóng. Đây, có lẽ chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Cũng không phải ta và sư phụ sẽ cải trang thành phú thương, người của các ngươi chọn ra mấy người giả làm tùy tùng, rồi làm chút hàng hóa bình thường, chỉ làm một đội buôn bình thường có vệ sĩ, tu sĩ cũng không nhìn chúng. Lỡ như gặp phải cướp, cùng lắm hàng hóa để người khác cướp đi đảm bảo các tiêu sư không có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một cách, nếu đã như vậy, thế thì chốt. Tốt, sang sớm 3 ngày sau sẽ xuất phát. Được. Thật đúng là một khách hàng hào phóng. Trưởng quầy, ta ở bên trong đều đã nghe thấy hết rồi, ta muốn đi chuyến này để trải sự đời. Ngươi ư, vừa mới đến chưa được mấy ngày đã có dã tâm rồi. Đi hỏi tổng tiêu đầu, chuyện kiểm kê đội ngũ là hắn quản. Nhưng mà tổng tiêu đầu là thuộc người vợ tốt như cô quản trưởng quầy giúp ta nói một tiếng đi hai nha đầu nhà ngươi đó là ân công mặc dù ngài ấy không nói câu nào dung mạo cũng có chút thay đổi nhưng mình tuyệt đối không thể nhận nhầm được kiếm ý trong tay của mình cũng có một loại kích động sùng bái chủ nhân đó chính là ân công bí mật trên người của ân công quá nhiều cho dù có như thế nào mình cũng phải đi theo ngài ấy phàm giả tại sao lại đưa theo nhiều người xuất phát như vậy ngươi muốn đi đâu chúng ta vươn lên bay là được rồi ta tự có lý do của mình. Hiện tại Vân Môn, Lăng Tiêu Môn, Kinh Lôi Môn, ba đại môn này liên hợp truy nã phàm giả, phàm giả lại chủ động đến tận đây. Nhưng phàm giả lại không giống như là báo thù hay chút giận, ngược lại là tìm đội bảo vệ khiêm tốn xuất hành. Tại sao? Không hiểu. Ngươi có biết tại sao bọn họ lại phát lệnh truy nã không? Bởi vì trước đây phàm giả cùng với Vân Môn đã có lục đục với cửa đại tranh, mà Lăng Tiêu Môn, Kinh Lôi Môn thì lên tiếng ủng hộ. Đúng không? Cũng không phải. Thế thì ta không biết. Vân môn là muốn đuổi hổ nuốt sói, để ta và lăng tiêu môn, kinh lôi môn đấu với nhau, hai bên bị thương, để cho vân môn của cô ta độc chiếm. Hả, nghi vấn của ta quá nhiều, nên hỏi phàm giả cái nào trước đây. Thành nữ của vân môn có dã tâm rất lớn, muốn hạ bước cờ lớn, làm đại cục, thành đại sự. Nhưng ta không phải là quân cờ của cô ta. Trước khi rời khỏi, ta cũng phải để cô ta biết cái giá của đánh cờ chứ quân cờ của mên ném đi rơi trên mặt đất, đã có bàn tay ai đó nhặt lấy. Nắm giữ nó trong lòng bàn tay của mình. Cảnh chuyển tới vân môn, đã có hai bóng người xuất hiện bay vào. Hai vị môn chủ mời vào. Hai vị môn chủ, hôm nay Uyển Nhi dùng nước lạnh long tuyền rửa một bình mang tím cố chử để cảm ơn hai vị đã đến hàn xá. Môn chủ của lăng tiêu môn, lăng vận bạch, thánh nữ của vân môn có nhã hứng, lẽ nào ngươi đã tìm thấy tu giả họ trần kia rồi sao? e rằng không có đơn giản tìm được như vậy, nếu không thành nữ sao có thể hợp tác với chúng ta, môn chủ của kinh Lôi môn, Lôi Kình. Quả thật là vẫn chưa tìm được, nhưng mà có chút manh mối. Tình hình khác thường của dãy núi phía tây, hai vị môn chủ có lẽ là cũng nghe rồi đúng không? Chúng ta đã phái người đi thăm dò rồi, ngoại trừ đào ra được một cái xác nữ vô danh đã bị thối giữa, không còn manh mối nào khác. Xác nữ kia không có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là một kẻ xui xẻo mà thôi. Lẽ nào môn chủ không có nhận được báo cáo, linh khí của địa vực đó gần như cạn kiệt. Đương nhiên, nhưng mà thay đổi địa mạch nhất định là chiêu thức bá đạo vì muốn cướp đoạt linh khí để chống độ, ta cảm thấy cái này cũng không xem là manh mối. Lúc đó giao chiến, một phương đã bước vào tuyệt cảnh, phải phóng thích ra một chiêu mạnh nhất để cầu một kích chiến thắng. Hai vị môn chủ cảm thấy các ngươi có thể làm được hay không? Hai người họ ánh mắt nhìn nhau thoáng chốc, có thể làm được, nhưng phải trả giá. Không sai, ta cũng vậy. Cứ đoạt linh khí bá đạo như vậy, làm thiên đạo bị thương, thời gian dài không thể làm được nữa, nếu không sẽ gây đến sự phẫn nộ của thiên đạo, giáng xuống thiên khiển. Đây là cơ hội tốt để chúng ta trừ khử tu sĩ họ Trần kia. Chờ đã, không lẽ thật sự giống như lời đồn, dãy núi đó bị san bằng là do tu sĩ họ Trần kia làm sao? Ta và tu sĩ họ Trần kia có giao thủ qua, trong dãy núi bị thay đổi kia có hơi thở rất rõ của hắn, hắn là người chiến thắng. Nhưng mà rốt cuộc có phải là hắn thay đổi hay không cũng không quan trọng. Nếu như hắn ra tay thay đổi, vậy trong khoảng thời gian ngắn không thể nào dùng thủ đoạn cấp này được nữa. Nếu như là đối thủ hắn làm, mà hắn chống đỡ cực chiêu như vậy, cho dù là thắng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ý của ngươi là, hắn chống được lần thứ nhất, còn có thể chống được lần hai sao? Ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà, lần thứ hai tu sĩ họ Trần kia không đỡ được, sẽ do ai đến sử dụng đây? ta biết lo lắng của hai vị, ta có một đề nghị. Lập ra hiệp định quân tử, dựa theo gia sức bao nhiêu, hiệp định lại phân chia di sản của tu giả họ Trần. Ta chỉ cần thứ liên quan đến cánh cửa đại tranh, những thứ còn lại tuyệt đối không được làm nhiễm. Hai vị ai sử dụng cực chiêu, thì người đó sẽ nhiều phần hơn, thế nào? Ta không đồng ý, trừ khi ba người chúng ta đều phóng ra chiêu thức cướp đoạt linh khí cùng cấp bậc. Ba chiêu thức không giống nhau, nếu như hợp chiêu, cũng sẽ có phần của quân thần, vẫn không đều. Không sai, cưỡng ép bình quân ngược lại sẽ làm giảm đi sức mạnh của ba người chúng ta. Nếu như ta phóng thích cực chiêu, hai môn các ngươi đâm sau lưng ta, thậm chí là hủy diệt chúng ta thì phải làm sao? Vậy để ta, đồ chia cho ta quá ít rồi. Tính toán của Lôi Môn chủ quá lớn rồi, ngươi không phản bác lại giả thiết của ta, có thể thấy dã tâm. Là ngươi có lòng tiểu nhân thâm sâu, thấy ai cũng là tiểu nhân. Hai vị bình tĩnh Thánh nữ thi triển chiêu thức ngăn hai người họ lại. "Chi bằng như vậy đi, ta sẽ đến phóng thích cực chiêu, đồng thời, ta vẫn chỉ cần cánh cửa đại tranh trong tay của Trần Tu sĩ, còn lại không cần." "Hả, thánh nữ lại có đạo đức tốt như vậy ư?" Thánh nữ nói rất hay, trước tiên không nói điều kiện mọi người đưa ra, ngươi có năng lực sử dụng cực chiêu sao? "Ta không trách Lôi môn chủ nghi ngờ năng lực của ta, nhưng nếu như môn chủ của Vân Môn ta đã đem chuyện này toàn quyền giao lại cho ta xử lý, vậy thì bọn họ cũng cần phải đảm bảo ta có năng lực xử lý việc này. Ý của ngươi là môn chủ của vân môn sẽ cho ngươi thần khí bí bảo gì? Lôi môn chủ, nếu như hỏi chi tiết thì không lịch sự nữa đâu, vậy điều kiện mới của thánh nữ là gì? Nói cho cùng, năng lực của ta đương nhiên là không bằng với hai vị, cho nên thời gian chuẩn bị trước khi phát động cực chiêu khá dài, cần hai vị kéo dài thời gian cho ta. Thứ ta cần, chính là trong chiến đấu, hai vị phải nghe theo ta chỉ huy. Cái gì? Ta đường đường là chủ của một môn phái, phải nghe thánh nữ ngươi sao? Không sai, đương nhiên chỉ là giới hạn trong trận chiến đấu này, đây chính là điều kiện của ta. Được, xương sống của ngươi cũng hơi mềm một chút rồi đấy. Lôi môn chủ cũng có thể rút lui, ta sẽ đi tìm người khác đến giúp đỡ. Đương nhiên, cuối cùng đan dược bảo vật của tu sĩ họ Trần kia không liên quan đến Lôi môn chủ. Ngươi, thế thì đa tạ hai vị môn chủ đã phối hợp. Được rồi, được rồi. Đều nói như vậy rồi, họ Trần kia sao lại không biết. Trở lại nơi ở của Lệ Xuân và Mên. Nhưng phàm giả từng nói trong năm môn chủ có bốn người là thứ đậu xanh, đều bị ngươi chém rồi, một người còn lại là tiểu cô nương được ngươi giải cứu rồi. Đó là thủ đoạn dụ ta ra ngoài, thanh nữ của vân môn ngồi không yên rồi. Ta sẽ để cô ta tọa nguyện, đi đến buổi hẹn. Cảnh chuyển tới một nơi nào đó, phàm giả không phải là muốn đi đến nơi hẹn ư. Bây giờ lại ở xa đường chính, Chui vào đây để làm cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái hồ bình thường mà thôi, hay là nơi cảnh giới của mình quá thấp, không phát giác được pháp bảo hay là trận pháp che giấu ở đây. Mấy vị sư huynh, uống nước. Mặc dù không biết vị khách hàng này sao lại biết nơi này, nhưng mà phong cảnh thật sự là không tệ. Đi một khoảng thời gian, hắn quả thật rất tốt. Hắn không thèm quan tâm đến các ngươi, các ngươi tốt nhất là đừng chọc đến hắn. Lệ Xuân tiểu thư, mời cô uống nước. Không cần đâu. Ta không uống, phàm giả rốt cuộc muốn làm cái gì? Hả, cái ly này ta đã rửa sạch sẽ rồi, trà mà chúng ta đưa đến cũng không tệ đâu. Thật sự là không uống. Lệ Xuân tiểu thư, tại sao chúng ta lại dừng ở đây? Không thiếu tiền của các ngươi đâu. Không không không, không phải là chuyện của tiền, cô đã cho đủ rồi, tôi chỉ là tò mò muốn hỏi. Thế thì đừng tò mò nữa. Ừm, chúng ta dừng ở đây, phàm giả tiên sinh rời khỏi đây không lâu cô không lo lắng sao? cái mạng này của mình là trốn được từ trong khe hở ngón tay của hắn, vẫn nên quan tâm đến bản thân một chút thì tốt hơn. ha, hắn vẫn chưa đến lượt ta quan tâm đâu. cô ta lại xem thường ân công như vậy. câu hỏi của ngươi sao lại nhiều như vậy? lẽ nào ngươi thích phàm giả của chúng ta rồi? hà, ta không phải ta không có, cô đừng có nói lung tung. thế thì tránh xa một chút, đừng làm ồn đến ta. trong lòng của ta đang còn có việc cần suy nghĩ được rồi. Ngũ Nhi buồn bã rời đi. Hả? Đột nhiên lúc này bên dưới hồ xuất hiện xoáy nước. Lệ Xuân cô nương, hồ nước này có thay đổi, tránh xa một chút đi, tránh xa một chút. Có liên quan đến phàm giả sao? Một con mãng xà xuất hiện. Nó gào lên, nhắm tới đám người bao tiêu và Lệ Xuân. Cẩn thận, mau chạy đi. Lệ Xuân thi triển luôn lớp phòng hộ. Con mãng xà lao tới tấn công, nhưng đã bị đánh văng đi lớp kết giới của lệ xuân cũng bị đánh nứt cô ấy cũng bị phản phệ thổ huyết lúc này con mãng xà quay lại nó gào lên phóng ra khí tức tấn công tới lệ xuân cô ta là thị nữ bên cạnh ân công có nên cứu cô ta không nhưng nếu như mình ra tay sẽ bại lộ sự thật tu vi của bản thân cao hơn đám người tiêu cục này làm sao bây giờ vẫn chưa hóa rồng đã ra ngoài kiêu ngạo cho dù lão nương bây giờ trùng tu rồi vẫn có thể chém chết người Lệ Xuân thi triển công pháp lao tới giao đấu với con mãng xà vài trăm hiệp. Cô ấy đã chiếm được ưu thế. Hừ, kiếp sau rồi hãy hóa rồng. Lệ Xuân tung ra một đòn nhất kích, đánh thẳng tới đầu nó, con mãng xà không còn cơ hội phản kháng. Lệ Xuân giải quyết nó êm đẹp, thở dài một hơi. Tịnh, hai, tính sai rồi, không đem theo vài bộ quần áo ra ngoài rồi. Vừa nói xong Mên đã ném cho cô ấy một bộ đồ mới. Hả? À, làm tốt lắm. Nếu như ngươi đã bảo lưu được phần đầu hoàn chỉnh của nó, thế thì hãy đem não của con yêu thú này lấy ra mà ăn, yêu đan lấy ra luyện hóa, ta sẽ đến hộ pháp cho ngươi. Cái gì? Ăn não của thứ này sao? Lệ Xuân nghe vậy lắp bắp nói không nên lời. Có lợi ích rất lớn đối với tu vi của ngươi, có ăn hay không? Ừ thì ăn, dù sao cường giả cũng là nhất. Có thân thủ như vậy, còn cần chúng ta làm vệ sĩ sao? tại sao các ngươi lại đặc biệt đến nơi này lẽ nào chính là vì thứ này mà tới yêu tộc đó đánh lén các ngươi rồi sao đó là bởi vì lúc đó lệ xuân cô nương cách hồ gần nhất yêu thú mới tập kích cô ta trước nếu như đánh lén chúng ta trước chúng ta không thể nào toàn thân mà rút lui các ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào chúng ta không bảo vệ nữa rời khỏi nơi này tiền sẽ trả lại toàn bộ hả các ngươi dám nuốt lời không quan tâm danh tiếng của tiêu cục nữa sao là các ngươi có ý định xấu xa, muốn hại người. Ông chủ sẽ không trách chúng ta, dù sao người sống mới có thể nói đến chuyện khác. Cút hết đi, ngoại trừ não và yêu đan vừa nãy ta nói, còn lại đều thuộc về các ngươi, bao gồm công lao chém giết, thế nào? Ngươi nói là thật sao? Da thịt xương của yêu thú này có thể bán được không ít tiền đấy. Chỉ dựa vào cái sừng rồng đó thì có thể đủ chúng ta ăn trong một năm rồi. Phàm giả, để bọn họ cút về đi, vốn dĩ cũng không cần đến bọn họ. Bọn họ còn có tác dụng, không nói nữa, ngươi đi lấy đồ đi. Để cho chúng ta, không phải không phải, là thông cảm cho vất vả của lệ xuân cô nương. Đúng vậy, đừng có làm nát đầu rồng. Nhanh nhẹn lên một chút. Phàm giả không nhận ra mình sao, hay là quên mình rồi. Không thể nào, nhưng tại sao hắn lại không quen mình được. Mình có nên chủ động làm quen với hắn không? Phàm giả thật sự là cần, so với chết thì thế nào? Lệ Xuân nhắm tịt mắt lại mà ăn. Hả, không có mùi vị gì hơn nữa. Năng lượng tinh thuần. Phàm giả, ta sắp nổ tung rồi. Mên đưa Lệ Xuân qua một bên, giải phóng năng lượng quanh người cô ấy. Đây là đang làm cái gì vậy? Không có liên quan đến chúng ta, chúng ta tiếp tục gỡ con yêu thú kia ra. Sau đó Mên tiến tới phong bế xung quanh nơi đó, ngồi hộ pháp cho Lệ Xuân tấn thăng. Phàm giả, đây là nội đan của yêu thú mà các sư huynh chúng ta lấy ra được. Ừm, đặt xuống đi. Phàm giả lẽ nào đã quên ta rồi sao? Ngươi không hài lòng với sắp xếp của ta đối với ngươi sao, tự mình rời khỏi. Không phải, Phàm giả, ta là cảm thấy ở chỗ của Lâm Nương tử vô cùng chịu giới hạn, không thể giúp đỡ cho Phàm giả. Ngươi muốn giúp ta cái gì? Giúp cái gì cũng được, nếu như thực lực của ta tăng trưởng rồi, cũng có một ngày đương nhiên có thể giúp được cho Phàm giả rồi kiếm quyết ta tặng cho ngươi, cần phải tịnh tâm, ngày ngày mài rũa. Ngày xuất quan, thiên địa biến sắc, chỉ có kiếm này. Ta cho rằng ngươi trải qua cuộc đời mới, sẽ trân trọng cuộc sống yên bình, rèn luyện kiếm cảnh, đáng tiếc. Miếng ngọc như ngươi cuối cùng cũng bị phế rồi, cầu phàm giả hãy cứu ta. Hơn nữa phàm giả ban đầu cũng không nói với ta phải sống cuộc sống bế quan trong cuộc sống yên bình này. Ngươi ngược lại là trách ta rồi sao? ngũ nhi không dám chỉ cầu phàm giả hãy đáng thương cho ta một lần nữa ngũ nhi sao ngươi lại quỳ xuống rồi phàm giả xin ngươi đừng có làm khó ngũ nhi cô ta chỉ là tự mình quỳ xuống không liên quan đến ta là ta là ta gặp phàm giả mới có thể bất phàm muốn cầu phàm giả chỉ điểm cho ta ngũ nhi truyền thừa của tiên giả làm gì để ngươi quỳ xuống là có thể lấy được không ta không muốn các ngươi buông ta ra vẫn nên qua đây xử lý yêu thú với chúng ta đi Ta nói này ngũ nhi ngươi đừng có mà không biết điều. Chúng ta đồng ý với sư phụ và trưởng quầy, đem ngươi toàn diện quay về, nếu như ngươi đi theo hắn, chúng ta phải làm sao? Ngươi không muốn xử lý yêu thú, thì đi lấy nước nấu ăn. Lẽ nào các ngươi không muốn để ta có thêm bản lĩnh sao? Một cô gái bình thường trong giới thế tục như ngươi, cần bản lĩnh lớn để làm cái gì? Trưởng quầy nói, để ngươi qua vài năm nữa tìm một sư huynh ở tiêu cục mà kết hôn. Các ngươi, hay là mấy người chúng ta cũng được, chúng ta đều thương ngươi. Con ngươi sinh ra tiêu cục sẽ nuôi, cha là ai cũng không quan trọng. Cái gì? Các ngươi nói cái gì vậy? Được rồi, được rồi, đều dọa ngũ nhi rồi kìa, quay về rồi nói tiếp. Đứng lại, là các ngươi nói lung tung hay là người của cả tiêu cục đều nghĩ như vậy? Đương nhiên, chúng ta nói lung tung, ngươi đừng có nghĩ nhiều. Ngươi dọa cô ta sợ rồi, sao ngươi không để ta nói hết? Cô ta ngày ngày không phải là ve vãn sư huynh trưởng sư huynh, lẽ nào không phải là muốn gả cho chúng ta hay sao? Vậy cũng không phải là chuyện bây giờ nên nói. Hai người đó đã bị Ngũ Nhi cắt bay thủ cấp trong chớp mắt. Sư huynh, Ngũ Nhi, sao ngươi lại dám? Các ngươi, đáng chết. Nữ nhân đê tiện ngươi, ngươi ngày ngày ở trong đống nam nhân chúng ta, sớm đã không sạch sẽ rồi, chúng ta không chế ngươi, ngươi vậy mà còn dám giết người. Ngươi Ngũ Nhi đâm cho hắn một kiếm xuyên ngực. Phàm giả, ta đã giết bọn họ hết rồi. Phàm giả, ta bằng lòng quay về chỗ của Lâm Nương Tử, tịnh tâm rèn luyện kiếm cảnh, người không lên tiếng là tuyệt đối sẽ không bước ra một bước. Bọn họ vốn dĩ là còn có tác dụng, ngươi không chỉ không nghe lời của ta, còn làm hư chuyện của ta. Cầu phàm giả tha cho ta, cầu phàm giả hãy chỉ điểm ta một lần nữa, ta thật sự biết sai rồi. Trên mặt hồ lúc này bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, Lúc này Lệ Xuân từ dưới hồ bay lên. Ta đã đột phá một cảnh giới lớn. Hình như cơ duyên của hóa long trên yêu thú này đã bị ta tiếp nhận rồi, ngươi xem đi. Ban đầu ta đoạt đi một thứ của ngươi, bây giờ trả lại cho ngươi phần mới. Trả trách ngươi lại đi đường vòng đến đây, thì ra ngươi sớm đã có phát giác với tình hình của yêu thú này rồi, thế thì ta không cần phải nói cảm ơn nữa. Vậy chúng ta có thể xuất phát được rồi, ta nói. Ủa, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Phàm giả, không lẽ ngươi đem những người này đều giết hết rồi đấy chứ? Lẽ nào tác dụng của những người đó là vật sống giúp ta đột phá, nhưng mà ta không cảm giác được. Bớt suy nghĩ lung tung lại đi, đi thôi, đi đến thành trấn tiếp theo, chỉ là ở đây đã tiếp cận với nơi cai quản của vân môn, e rằng không dễ tìm thấy cái tên rõ ràng vừa ngu xuẩn lại xấu xa kia đâu. Ừm. Phàm giả, người thật sự không cần ta nữa sao? Người không phải cứu ta ra ngoài sao? Người thật sự không quản ta nữa sao? mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng phàm giả cũng không phải cha của ngươi, ngươi còn ỉ lại người ta cây ngay không sợ chết đứng sao. Phàm giả. Thời gian trôi qua, tối hôm đó, đã không có mấy kẻ gây phiền phức của thế tục kia rồi, tại sao phàm giả còn muốn ngồi thiền nghỉ ngơi vào buổi tối? Một hơi bay đến nơi cần đến không tốt hay sao? Phàm giả kỳ lạ. Lúc này một tiếng gọi vang lên, tiểu phàm, tiểu phàm. Từ khi ta nắm giữ được quy tắc của vũ trụ nơi này, thì thường xuyên có thể nhìn thấy ảo ảnh khi ngồi thiền. Cho dù là ảo ảnh, nhưng cũng đủ để an ủi ta rồi. Ủa, xảy ra chuyện gì vậy? Nguy, nhanh chóng rời khỏi đây. Cầu cứu, đây là tin tức mà Tiểu Quỳnh gửi cho ta. Tiểu Quỳnh đang còn rơi vào nguy hiểm. Bóng hình của Tiểu Quỳnh đang dần tan biến. Nàng nói cái gì? Cứu. Cứu, nàng nói là cứu nàng sao? Tiểu Quỳnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mên không còn giữ được bình tĩnh khi tức bỗng nhiên bộc phát ra bên ngoài phàm giả gặp ác mộng rồi đi a à, phàm giả chờ ta với phàm giả rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không phải nói là muốn tìm một vài người của giới thế tục cùng ngươi qua đây sao hả ngươi vậy mà chủ động tìm đến tận cửa rồi tu sĩ trần đã lâu không gặp đem tiền thưởng của các người cho cô ta vân muốn nói được là làm được phàm giả thật sự là biết làm ăn, đến tận cửa đánh người còn tìm người đòi tiền. Lần này là có thể nhìn thấy phàm giả thi triển pháp thuật tinh diệu gì nữa đây, quá mong chờ. Ủa, phàm giả, ngươi đây là? Mên đưa lệ xuân rời khỏi nơi đó trong quang cầu, phàm giả. Ngươi sợ chúng ta ra tay với cô ta, không có đâu, vân môn của chúng ta là danh môn chính phái đấy, cho dù ngươi không ra tay, chúng ta cũng sẽ đưa cô ta đi. Tử Uyển Nhi, muốn lấy ta làm quân cờ, ngươi không có bản lĩnh này đâu ngươi đang nói cái gì vậy ta nghe không hiểu vốn dĩ là muốn chơi cùng với ngươi nhưng bây giờ kế hoạch của ta có biến đánh nhanh thắng nhanh hai tên đó cũng ra ngoài rồi ta vậy mà không nhìn ra cảnh giới của ngươi ngươi dùng pháp bảo che đậy cái gì giống như một tên nhất gan không thể nói như vậy được là kẻ yếu hắn phải có thêm chút cẩn trọng mới có thể sống lâu một chút hai vị không nên khinh địch đừng quên tình hình khác thường ở dãy núi phía Tây. Trước đó ta quả thật là có hơi lo lắng, nhưng bây giờ thấy được người thật, ngược lại cảm thấy chẳng qua chỉ là một tên nhát gan, thủ đoạn có thể vừa hay sống sót được. Tu sĩ Trần, trước đây ngươi đối chiến ở dãy núi phía Tây với ngươi là ai vậy? Có phải vẫn còn sống hay không? Ngươi sẽ gặp cô ta thôi. Ở địa phủ, Mên đã không đợi chờ được nữa, chủ động ra tay trước. Hừ, dọa ai vậy, ta không tin ta đường đường là môn chủ của kinh lôi môn còn không thắng được tên nhát gan người. Nếu đã như vậy, người đầu tiên sẽ là người. Hỗn láo, lôi kình dùng một tay chặn lại ngọc thủ từ mên thi triển ra. Quả thật là có chút bản lĩnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Lại lần nữa, lôi kình đã thi triển sấm sét đánh tan ngọc thủ từ mên. Sau đó dùng sấm sét đánh tới người mên. Ha ha ha, đồ nhát gan. Chỉ vậy thôi sao, Tử Uyển Nhi ngươi còn muốn dùng cực chiêu cấm chiêu để cướp đoạt lấy linh khí gì đó sao? Ta thấy đây chẳng qua chỉ là cái cớ để ngươi chia thêm chút tài sản của hắn mà thôi. Lôi môn chủ, ngươi hãy bình tĩnh lại. Người này bản thân ta xử lý là đủ rồi, linh đan của hắn toàn bộ cũng sẽ thuộc về ta. Lôi Kình, thế nào? Ta nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không thể nào nhúng tay vào. Cho dù ra tay rồi, ta cũng sẽ không chia cho ngươi bất cứ thứ gì đâu. Tử Uyển Nhi đây chính là át chủ bài mà ngươi mở ra cho bọn họ sao? Sao ngươi có thể bình an vô sự dưới một kích lôi thần của ta? Ta biết ngươi không có dễ dàng bị đánh bại như vậy. Ngươi quản cái này gọi là lôi thần nhất kích. Khoa trương rồi, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Mặc dù trước đây ta hoàn toàn không lo lắng, nhưng bây giờ nhìn ngươi, cảm thấy quả thật là một tên phế vật. Ngươi đáng chết. Hắn ta tức giận tiếp tục thi triển lôi thần chân nộ. Lôi Kình tạo ra một cơn lốc xoáy kèm sấm sét đánh liên hồi. Hôm nay không thích hợp trời mưa sấm sét, tản ra hết đi. Sau câu nói của Mên Lôi Thần Chân Nộ của hắn đã bị xua tan, bầu trời trong xanh trở lại. Lôi Kình kinh ngạc há hốc miệng, cái gì? Hắn ta tiếp tục thi triển lại lần nữa, Lôi Thần, Chân Nộ. Thật ngu xuẩn, đây là không thể nào, linh khí nơi này sao có thể không nghe điều khiển của ta được chứ? bởi vì lôi điện pháp tắc đã thuộc về ta điều khiển rồi như vậy mà cũng không hiểu sao bạn của ngươi nói rất đúng ngươi quả thật là một tên ngu xuẩn lôi kình ngươi làm hư chuyện tốt của ta rồi trong môn của ta có việc ta phải đi trước đây hắn ta nói xong chuồn vội ngươi để quên đầu rồi mê quăng trả lại đòn lôi thần của hắn lôi kình bị đòn thế của mình đánh rơi tự do hắn ta vội dùng bí bảo hộ thân không hổ danh là chủ của một môn hộ thân pháp bảo cứu mạng vẫn rất nhiều, lần này đều chưa chết. Có qua thì mới có lại, nếu như ngươi đã dòng ngó tài sản của ta, vậy không ngại ta đem đồ cất giữ của ngươi lấy sạch chứ. Không ngại không ngại, ta đem đồ của ta đưa cho ngươi, ngươi tha cho ta có được hay không. Lôi kình vội mở không gian chữ vật lấy đồ của mình ra. Đây là ngọc bài chữ vật của ta, cất giấu vật quý giá trăm năm đều ở đây rồi. Ngươi sẽ tha cho ta đúng không? Ngươi phải lập ra lời thề thần hồn nếu như bây giờ lập trường thay đổi, ngươi có tha cho ta hay không? Ta, thế thì ta sẽ hủy ngọc bài khiến ngươi không để hắn nói thêm. Men liền tung ra một đường kiếm khí cắt lìa cánh tay phải của hắn xuống. Lôi Kình chỉ kịp thét lên một tiếng. À. Chủ của một môn cấm chế của chữ vật lại rất đơn giản. Xem ra ngươi thật sự là sống ngày tháng yên ổn quá lâu rồi. Thật ra ta không có hứng thú với đồ của ngươi, chỉ là muốn làm một người tốt. Mên tung ngọc bài của hắn lên, giải phóng hết đồ bên trong ra ngoài. Ngươi lại sỉ nhục ta như vậy, sao ngươi lại dám chứ? Ta là Lôi Kình, là môn chủ của Kinh Lôi môn, là cường giả hạng nhất hạng nhì của cả đại lục này. Ta không phải là sỉ nhục ngươi, ta là vì muốn lấy phúc lợi cho đại lục tu tiên này, tản ra cơ duyên, để cho tài nguyên quý giá phân phối lại. Hơn nữa, ngươi đã đánh giá cao bản thân ngươi rồi, ngươi không phải là cường giả gì cả. Mên đã chém tan nát cơ thể hắn ra rồi thu lại vào lòng bàn tay. Ta nguyền rủa ngươi, họ Trần kia, ta nguyền rủa ngươi sẽ phải chết. Cách ngươi chết đi nhất định sẽ thê thảm hơn ta gấp trăm lần. Đến ngay cả tên của ta đều không biết, phí lời cái gì? Hai tên vừa yếu lại vừa ngu xuẩn, sao ngươi lại tìm bọn họ mà liên thủ? Lôi Kình quả thật là một kẻ ngu xuẩn, hoàn toàn bị ngươi dọa thành tên ngốc. Trong ngọc bài chữ vật có vô số pháp bảo nhưng lại quên cách sử dụng, đừng lấy ta và hắn ra để so sánh với nhau. Ngươi không ngu xuẩn. Vậy sao ngươi không bỏ chạy? Khoảng thời gian này ta căn bản không cho ngươi một ánh mắt. Chạy trốn. Ngươi có thể để ta chạy sao? Họ nữa, nếu như ta chạy rồi, đó chính là đạo tâm bị nát, sau này không có khả năng tinh tiến, có khác biệt gì là chết đâu. Ngươi nhanh chóng đi phát động cấm chiêu, nếu không hai chúng ta đều sẽ chết. Hả, cấm chiêu, để ta xem thử. Ngươi còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta. Ta có thể diệt được năm trưởng môn của Vân Môn, sao ngươi có thể xem thường ta được? Cái gì? Trưởng môn của Vân Môn đều đã bị ngươi diệt hết rồi sao? Không sai, ngươi quả thật là ngu xuẩn, nếu không sao có thể dùng thân phận của môn chủ để hợp tác với một thánh nữ nhỏ bé? Tiện nhân, ngươi lừa ta và lôi kình nói các vị môn chủ của Vân Môn đang còn bế quan, đồng thời sẽ giúp đỡ vào thời khắc mấu chốt. Đến đây, Mên Thu lại bí bảo trong tay của thánh nữ thiên địa cô ta tạo ra đã bị mên phá hủy, trả lại cho ta. Vậy mà sở hữu được loại pháp bảo nặn lại thiên địa này, nội tình của thánh nữ vân môn không thể tưởng tượng được. Ngươi chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Vừa nãy mới trải qua đại chiến của dãy núi phía Tây, ngươi của bây giờ không thể nào còn bao nhiêu chiến lực. Chuyện đến mức này, không phí lời nữa, trước tiên phải chiến thắng hắn, yểm hộ cho ta. Thánh nữ bắt đầu thi triển tuyệt chiêu của mình. Thì ra các ngươi là muốn khắc phục trận chiến của dãy núi phía tây, không sai. Ngươi tuyệt đối không thể nào chặn lại được loại cấm chiêu cấp bậc này đâu. Môn chủ của Lăng Tiêu môn, Lăng Vận Bạch. Mời chiến đấu. Ngươi nói muốn chiến đấu thì ta sẽ chiến đấu với ngươi chắc. Thế thì ngươi cứng miệng, chính là sợ rồi, chứng tỏ ngươi quả thật không đỡ được, ta càng không tha cho ngươi. Lăng Vân nhất kích. Vận Bạch dùng thương đâm thẳng tới phía mình. Mên lấy ra một thanh kiếm đỡ lại đòn thương từ hắn. Chỉ là chiêu thức ở mức độ này thôi sao? Ngươi muốn kéo dài thời gian cho tử uyển nhi, cũng có một vài thành ý. Hãy dừng khiêu chiến của ngươi lại, ta nói lại lần nữa, ta không phải là tên ngu xuẩn như lôi kình kia đâu. Hoành tảo bát hoang, mê nhẹ nhàng đỡ lại hết thương thuật từ vận bạch. Mấy tài năng thấp kém, quá nhàm chán, cho thêm chút độ mạnh đi. Hoan nghênh người đến với. Kiếm cảnh, vận bạch đã bị nhốt trong kiếm trận của mên một chiêu thành một cảnh ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì phá cho ta phá đáng ghét khí thế của thương dài đều đã bị hóa giải rồi vận bạch phóng luôn cả cây thương của mình đi phá cho ta cây thương đã đánh ra được một lỗ hổng thành công rồi hắn vừa thoát được một tầng lại có thêm một tầng nữa xuất hiện cái gì đánh nát một tầng còn có một tầng kiếm cảnh này rốt cuộc là có bao nhiêu tầng, lớn đến nhường nào? Rốt cuộc là có, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lời này ta nên hỏi ngươi, Trần Tu sĩ, chuẩn bị đỡ chiêu này của ta rồi chứ? Một chiêu định thắng thua, phân sống chết. Thanh nữ bắt đầu thi triển sức mạnh, mặt sân bên dưới đã bắt đầu rạn nứt. Xung quanh Mên đã được bao quanh bởi một luồng linh khí. Linh khí bắt đầu ép chặt về phía người Mên. Cô ấy tiếp tục bổ sung thêm năng lượng Mên thì vẫn đứng hiên ngang không xảy ra chuyện gì. Lăng vận bạch lúc này đã bị linh khí cứa vào cơ thể. Năng lực của ngươi có giới hạn, không thể hoàn toàn điều động được linh khí của không gian khổng lồ để sử dụng, nhưng lại có con đường khác, linh khí đè nén đến mức độ cao, suy nghĩ thú vị. Ha, giả vờ bình tĩnh cũng sẽ không để ngươi bớt đi một chút xung kích chịu đựng cấm chiêu đâu. Thánh nữ tiếp tục thúc động thêm lực. Nhưng vẫn không làm gì được mên. Chiêu này nếu như không thể thắng được, vậy thì ta, không, nhất định là có thể thắng lúc này linh khí xung quanh mên đã bắt đầu đè nén mãnh liệt hơn bao giờ hết kiên trì thêm một tức thêm một tức nữa phần thắng sẽ có thêm một phần cô ta lúc này đã dùng quá sức bị chiêu của mình phản phệ tử uyển nhi vẫn quan sát tình hình từ phía mên lúc này đã có những tấm lệnh bài bay ra đó là hơi thở chính diện kia là của tên họ trần hắn chết rồi mình đã thành công rồi ha 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 nhưng mình vốn dĩ chỉ là muốn để cho hắn và lôi kình cùng với lăng vận bạch hai bên bị thương rồi thu hoạch toàn bộ tài sản của ba người bọn họ và tất cả bí pháp trong ký ức thần hồn nhưng bây giờ không nói thần hồn của lôi kình đã bị phai mờ tài sản cũng bị mất hết thần hồn của lăng vận bạch và họ trần kia e rằng cũng sẽ bị nát ra dưới năng lượng cuồng chiều như vậy nhưng mà sau này mình dựa vào chuyện này vận chuyển một phen đem ba tông môn triệt để nắm giữ ở trong bàn tay đường đường chính chính làm tông chủ của ba tông môn xứng đáng rồi Cô ấy thu lại lớp phòng hộ quanh cơ thể lại. Môn chủ của ba tông môn trong trận đại chiến này cùng nhau chống lại tu sĩ ngoại cảnh tà ác, cuối cùng đồng quy vu tận, hồn quy đại đạo, bảo vệ cho hòa bình ở đây, cứ tuyên bố ra bên ngoài như vậy. Trước tiên là phải tìm thần hồn của hai người Lăng Vận Bạch và họ Trần kia có còn hay không, cho dù chỉ còn lại một vài mảnh vụn, có lẽ cũng có thể lấy được tài sản của bọn họ. Tử Uyển Nhi thu mọi thứ quanh đó lại. Không, đây sao có thể chứ? Tất cả linh khí ở trên mặt đất này đã hoàn toàn tan ra, không có mấy kỳ nguyên thì không thể nào hồi phục lại được. Quả thật, vì thế ngươi nên bị trời phạt. Cô ta vội vàng lấy thanh kiếm ra, đánh một đường kiếm khí tới. Cái gì? Một kiếm yếu ớt, xem ra ngươi quả thật đã cạn kiệt sức lực rồi, thậm chí bị thương đến thọ nguyên và căn bản. Giả thần giả quỷ, chẳng qua chỉ là một tia tàn hồn mà thôi. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, ngươi có thể lấy được gì? Thật là ngu xuẩn. Ta có thể từ một thánh nữ nhỏ bé của một tông môn biến thành người nắm giữ ba tông môn, tất cả đều xứng đáng. Ngươi sợ rồi sao? Ngươi nên sợ. Thi triển ra cấm chiêu như vậy, có tổn thất đến thiên đạo, tương lai của ngươi còn có thể đi được bao xa? Tương lai của ta. Tương lai của ta, giống như vũ trụ này, vô hạn rộng lớn. Chỉ cần ta có thể nắm giữ được ba tông môn, thì có thể dựa vào tài nguyên của ba môn, khôi phục lại bản thân, lấy được càng nhiều lá bài hơn mỗi khi đi một bước, thiên địa đều sẽ càng rộng lớn ra. Lúc này một sợi dây leo từ bên dưới trồi lên quấn lấy chân của tử Uyển Nhi, cô ta vội dùng kiếm chặt đứt. Nhưng vẫn bị nó quấn chặt rồi treo ngược lên không chung. Họ trần kia, bớt giả thần giả quỷ lại đi. Ngươi chẳng qua chỉ là chút sức lực nhỏ bé của tàn hồn. Vậy sao? Vậy sao ngươi lại không thể chặt đứt hóa hình dây leo yếu của ta? Ngươi có sở trường luyện đan, nhất định là có không ít đan dược làm mạnh thần hồn, mà ta vừa mới thi triển cấm chiêu chính là lúc cạn kiệt sức lực nhưng mà nói cho cùng ngươi cũng không thể làm ta bị thương không lẽ ngươi muốn đem ta giết chết đừng có nằm mơ nữa cho dù có như thế nào sức lực của ngự không ta vẫn có ngươi hãy nhìn phía dưới đi bên dưới mặt sân đã dần dần bị màu xanh của cây cỏ bao phủ cơ thể men đang từ từ được tái tạo lại không thể nào nhanh như vậy lại gặp mặt nhau rồi tử uyển nhi không thể nào, thân xác và thần hồn này của ngươi rõ ràng đều đã bị ta xé thành từng mảnh rồi, không thể nào. Đây nhất định là ảo ảnh, không, là tâm ma của ta, đây không phải là thật, ta phải tỉnh lại. Mên thả cô ta xuống, giúp cô ta bớt ồn ào lại, ngăn cô ấy tự tử. Loại người như ngươi sao có thể nỡ chết được chứ? Ngươi không dám, ngươi không có dũng khí để tự vẫn. Là nam nhân thì cho ta một nhát thoải mái luôn đi, khích tướng ấu trí trên hai cánh tay của tử uyển nhi lúc này đã mọc ra những chiếc gai màu đỏ nếu như ngươi thật lòng thuần phục đau đớn sẽ biến mất nếu như ngươi mãi mãi không phục cuối cùng sẽ bạo thể mà chết thật đúng là độc ác ta đã từng nói qua ngươi muốn lấy ta làm quân cờ không thể nào bởi vì ngươi không có loại năng lực đó quãng đời còn lại của ngươi chỉ còn lại chuyện bù đắp những tai họa mà ngươi đã phạm phải ngươi rốt cuộc đã làm thế nào nói cho ta biết để ta chết một cách rõ ràng. Tại sao ta phải giải thích với ngươi? Còn nữa. Không hiểu tiếng người sao? Ta không để ngươi chết thì ngươi không chết được đâu. Lúc này lại có những sợi dây leo quấn chặt hai chân cô ta. Đợi ngươi lúc nào đem vùng đất bị ngươi hủy hoại hồi phục lại nguyên trạng, có lẽ ta sẽ thả cho ngươi tự do. Ngươi rõ ràng là bộ dạng lấy được lợi ích lớn, dựa vào cái gì bây giờ lại đứng ở trên điểm cao của chế độ đạo đức muốn ta bù đắp. Tạo hóa của ta là của ta người tạo nghiệp là của ngươi hiểu chưa ta không phục ta không phục ta đường đường là vân môn lắm lời mên thi triển bí thuật lên người cô ta tử uyển nhi hét lên đau đớn trên cổ cô ấy đã mọc ra những chiếc gai như ở tay lúc này mên thi triển sức mạnh công kích lên trên bầu trời ngươi làm cái gì vậy đó là năng lượng tinh thuần nhất của thiên địa chờ đã cô ta muốn đuổi theo mên những đã bị sợi dây leo giữ lại mên cứ vậy bay về phía vòng xoáy màu tím lát sau mên đã tới trung tâm của vòng xoáy dùng tay cảm nhận chỗ yếu nhất của thiên địa nơi đó lúc này một tiếng nói vang lên cùng một đòn công kích hỗn láo như vậy mà đã không bình tĩnh được rồi sao mên dùng nắm đấm kèm theo linh khí tung ra liên hoàn đấm về phía đó dừng tay hu 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 đừng đập nữa cầu xin người đấy hu 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 thủy tinh cầu của ta sắp bị hư rồi Mên tiếp tục đấm tới, đã tạo ra được một lỗ hổng. Lúc này Mên đã ở một nơi nào đó, hư rồi hư rồi, hu hu. Thủy tinh cầu của ta bị hư rồi. Không hoàn mỹ, thủy tinh cầu của ta có vết nứt rồi. Đều trách ngươi, tại sao ngươi lại muốn hủy đi thủy tinh cầu của ta? Bởi vì ta không muốn ràng buộc ở trong thế giới giả dối này. Đây là cổ thư văn hiến ta tham khảo, cẩn thận từng chút một cho vào các loại sức mạnh cân bằng. Từng chút một bồi dưỡng thế giới nhỏ trung thổ. Một chút cũng không phải giả dối, trung thổ ư? Cô ta tức giận hét lên, đừng động vào nó. Mên bị tiếng hét của cô ấy đánh bay đi.